vị khán giả Khả Như, Thảo Nhi đã quay trở lại và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá khẩu vị của Thảo Nhi. Chúng ta sẽ cùng đến với cái tủ lạnh đặc biệt nha, theo chân Khả Như. Wow, đây là cái tủ lạnh đặc biệt. Em có biết vì sao đặc biệt không? Nó đặc biệt bị gì là bên trong nó chứa những thức ăn rất đặc biệt. Bởi vì đó là thức ăn em thích. Cha-cha-da-da. Wow, em thịt heo với thịt bò em thích ăn nào nè? Em thích ăn cả hai. Em đậu hũ em cũng thích. Đi ở đây có măng nè. Ô, măng em cũng thích. Món ăn mà mỗi lần về quê mẹ em hay nấu cho em. Mẹ em hay nấu canh măng với cái gì? Mẹ em hay nấu canh măng với lại thịt đó. Em ơi, nhìn cái mặt của em nè bé ơi. Trời, sao mà quá trời. Được con bé rồi. Này nói tới đồ ăn cái nó không tém nổi luôn. Đúng rồi, bánh được lọc nè. Em ăn được luôn quê em. Quê em ở Cam Ranh, ở miền biển xa xôi. Rồi biết rồi, được rồi. Có bánh bột lọc. Qua quê em luôn, nem nướng đó chị. Chiều nay con ra trước nhà em ăn bà nem nướng trước nhà đó, ngon lắm chị. Chị hiểu sao hồi xưa là em 70kg rồi. Nhưng mà vâng, bây giờ em bớt ăn lại rồi phải không? Nhưng mà em vẫn mập. Em ơi, nếu như mà có một điều ước thì em sẽ ước gì nè? Nếu như có một điều ước, em ước có thể được ăn cả thế giới này. Rồi bé, nhắm mắt lại đi. Wow. Đây, trái đất này là của Thảo Nhi. Món quà thật là đặc biệt. Chị Khả Như ơi, đặc biệt như cái tủ lạnh này đó. Cảm ơn chị nha. Trời ơi em ơi. Ủa, chị tiếp xúc em lâu rồi, chị mới biết bữa nay em hoạt hình như vậy luôn á Thảo Nhi. Thật ra em tém thôi. Tém thôi.